Giới thiệu với các bạn thì đây là một trong những cốc mà dùng tức là bằng bột gạo mà một du khách của chúng tôi đang dùng, đang thử tại Việt Hải. Ống này giá bây giờ chúng tôi mua thì chỉ có 400 đồng một ống thôi, rất rẻ. Và bạn này bạn thể hiện cái là bạn luôn thử một tiếng, ăn cái luôn cái đầu ấy. Bạn có dám ăn không? Ăn luôn chứ đấy. Đấy, ui rồi cắn giòn như bim bim luôn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.